Quý vị anh chị các bạn thân mến, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở con đường Phó Cơ Điều và đường Tân Phước. Hôm nay thì Kiên sẽ đi một vòng cái chợ Thiết, chia sẻ với tất cả cô chú anh chị kiều bào nước ngoài những hình ảnh chợ Thiết nhé. Lâu lắm rồi thì Kiên cũng không có dịp đi qua bên này. Hôm nay đi qua đây thì Kiên muốn quay lại một vòng cho tất cả các anh chị cũng như là cô chú kiều bào nước ngoài cũng như là tất cả mọi người tham quan một vòng chợ Thiết vào buổi sáng. Bây giờ là khoảng 6 giờ sáng. Ở đây có một cái xe bánh bánh tiêu, bánh cam này, bánh quẩy này. Quẩy bánh cam. Ở đây bán mứt. Đây bán dừa, mứt dừa 10.000 một bịch. Chợ vào buổi sáng thì mọi người đi chợ khá là đông. Các mặt hàng như là hàng thịt, hàng rau, hàng ăn. Ở đây có chỗ bán chả. Chả là hồ lô nướng. Rồi ốc bị đổ rồi, ốc đổ. Trong này là những cái gian hàng ăn, bán bún rồi bán đồ ăn cơm tấm buổi sáng. Thì bán cá, bán gà, bán trứng, thì là bán trái cây. Hàng trái cây chẳng hề khá là đông. Đây là cô bán đồ xào, xe đồ xào, rau. Thế là chợ buổi sáng rất là đông vui nhé. Cái gì cũng có hết. Bán trái cây, bán nho này. Đây bán rau, bán cá, trái cây. Đây có anh bán trái cây, bán đu đủ này. Cái cảnh chợ vào buổi sáng họp chợ thì rất là nhiều anh chị cô chú ở nước ngoài rất thích xem, đi xa quê hương hoặc là
không có dịp về thì xem những cảnh này thì cũng bớt đi cái nỗi nhớ. Đông buổi sáng chợ đông ghê quá. Chợ này rất là rộng nha, chợ Phó Cơ Điều, chợ Thiếc. Đi vô bán chả cá. Ở đây có dâu, dâu Đà Lạt. Chợ này Kiên mới đi một phía bên ngoài, thế này chưa đi vô trong chợ. Trong chợ bán rất là nhiều đồ. Bên ngoài đây buổi sáng thì bán rau, bán cá, bán trái cây. Rất là đẹp. Cái khu bán là cá tôm, cá bán tôm.
rất là rộng nhé, đi hoài không hết luôn. Trong này đi mãi ra cái đường bên kia. Rồi giờ Kiên sẽ đi vào đây mua một ít đồ nhé. Kiên đi quay trở về nhà thêm một vòng rồi đi mua một ít đồ. Trong này là những khu hàng ăn, cơm, bánh mì, hủ tiếu, phở. Có những cái bánh thần tài, cũng thần tài, cũng địa, cũng khai trương. Đây là con đường Phó Cơ Điều nha quý vị. Giờ Kiên đi vô trong chợ đi mua một ít đồ nhé. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.